viên tổ chức tại nhà anh Bùi Đẹp với chị Hoa, cũng là ngày sinh nhật của anh Bùi Đẹp, thì Kim Liên và Châu Sơn xin kính chúc các anh chị có một năm thật vui tươi hạnh phúc, và nhạc phẩm này Kim Liên sẽ gửi đến các anh chị thật vui tươi, thì các anh chị nghe nhạc phẩm này sẽ thấy rất là hạnh phúc. Nhạc phẩm được mang tên Tiếng Hát Đầu Tiên của cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết với tiếng đàn của nhạc sĩ Châu Sơn. Yeah.
Dạ, em xin phép hỏi.